Xin chào tất cả các bạn nha. Cái bầy chó này bữa trước mình đã đưa lên đây cách đây một tuần rồi nhé các bạn nha. Nay là mình đã chích được 2 mũi vaccine rồi nhé các bạn nha. Là chó này bữa nay là lên 8 kg hết rồi nha các bạn nha. Có con trên 8 kg. Mình đã chích vaccine được 2 mũi rồi nha các bạn nha. Dòng này dòng mặt trơn nha các bạn. Ra ra bỏ tay ra mà. Mình ở Long Khánh, Đồng Nai nha các bạn nha. Ai có nhu cầu mà mua chó rốt thì mua ủng hộ mình nhá. Này là mình bán như vậy là 4 triệu một con chó cái, còn đực là mình bán 4 triệu rưỡi. Để các bạn cũng thông cảm nhá. Trước thì mình ấy là cũng bán đồng giá nhưng mà đợt này chó đực thì nó ít mà nhiều người thì rất là hỏi chó đực. Thì mình bán con chó đực 4 triệu rưỡi. Rồi là cho nó con chó cái là 4 triệu. Để mình bán con chó cái đi nha các bạn nha. Chứ đực ấy thì ai cũng hỏi. Mình ở Long Khánh, Đồng Nai, ai có nhu cầu mua chó bên mình ấy thì kết bạn Zalo rồi mình quay trực tiếp cho coi nha các bạn nha. Đây dòng chó của mình đây. Đó, để thả xuống sọt đi hòa. Bầy này như vậy của mình là có 10 con nha các bạn nha. 10 con thì đã có một người bắt đi một con rồi nha các bạn nha. Nhấc nhấc cái mặt ra lên cho người ta coi. Đó. Rồi rồi đưa lên. Nó là một bầy nha các bạn nha. Bầy này 10 con. Rồi thả xuống. Nó là trên 8 kg có con, 8 kg có con, trên 8 kg nha các bạn nha. Mình bán 4 triệu một con nha các bạn nha. Chó cái 4 triệu. Cái này là mình ship tất cả các tỉnh miền Tây nhé các bạn nha. Còn đây ship trong nước ấy, mình ai có nhu cầu mua bên mình ấy thì mình ship qua xe đò, gửi qua xe đò. Mình ship ra tới miền Bắc luôn nha các bạn nha. Để đưa cái mặt lên coi coi. Nó cứ cúi gằm này. Đó, chó mình đây. Rồi rồi, rồi thả thôi. Những con ấy chưa quay chưa, con đã quay đâu. Nhấc lên hết đây coi. Hôm nay mới có trời nó mới đẹp trời này các bạn này. Đây là mình rã bầy nha các bạn nha. Rồi bắt bỏ hết vào. Đây là cái dòng chó này của mình sau này nó lớn nên là nó ra cái giống này này các bạn này. Để giống mặt trơn đây. Tức là nhà mình ấy có cái dòng chó cái này là 10 năm con chó cái như vậy nhé các bạn nhé. Đó đây. Đây là cái này các bạn này. Sau này là nó là cái giống này này các bạn này. Ai có nhu cầu mua chó bên mình ấy thì cứ kết bạn Zalo rồi mình quay trực tiếp cho rồi ưng con nào thì mình bán cho các bạn con đó nha. Hòa coi, coi ra đây cho nó cái mặt nó ra đây Hòa. Quay coi cho nó quay hết cái mặt ra đây nó đang nhìn này mày đấy. Ra đây, này này. Bỏ tay ra, bỏ tay ra, bỏ tay ra. Đưa đưa cái mặt cho nó ngước này. Không có tật lỗi gì các bạn nha. Chó bên mình là bán không có tật lỗi gì đâu các bạn nha. Cái này là mình đã chích ngừa vaccine 2 mũi của Mỹ nhé các bạn nha. Giờ bữa này là tạo miễn dịch, các về các bạn chỉ nuôi thôi. Rồi xin chào tất cả các bạn.